Hello, xin chào các bạn. Trên màn hình của các bạn bây giờ là bức ảnh về con nag của mình. Trước khi mà mình đã xả 2.000 đào thì các bạn có thể thấy là có 2.046 đào. Và tiên thủ của mình thì vừa lên được cấp tiên thủ 11 luôn. Thì với cấp tiên thủ 11 này nó có rất nhiều đồ chơi, tí nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Lực chiến của mình đang là 304 vạn này. Và trang bị của mình thì có cái đỏ, có cái hoàn hảo và có cái tiên thiên. Đấy, nói chung là nó lôm ca lôm côm luôn các bạn ơi. Còn đây chính là mình sau khi mà đã xả khoảng gần 2.000 đào nha các bạn, vẫn còn dư 170 quả đào nữa. Tí nữa thì mình sẽ xả hết sạch đào để có thể là kiếm được 500k cái linh thạch và tiếp tục nâng cấp cho cái tiêu thụ của mình lên được cấp 12. Bởi vì là cái cấp 12 này muốn lên được từ cẩn thận 5 ngày 18 giờ cơ các bạn ạ. Tuy nhiên là mình muốn chia sẻ cho các bạn một chút, đó chính là lực chiến của mình sau khi mà đã xả 2.000 quả đào. Thì trang bị đây các bạn ơi, đó có rất nhiều trang bị xịn luôn. Có nhiều trang bị gọi là tiên thiên luôn nha các bạn. Bởi vì là ở cấp 11 này thì mặc dù cái xác suất ra trang bị tiên thiên nó chỉ có 0,6% thôi, nhưng mà nó rớt ra cũng khá ổn đấy. Chỉ chí bảo là mình chưa có thôi. Và đến tầm này thì mình mới nhận ra rằng là những cái chỉ số ở đây nha, nó không còn hiệu quả như ngày xưa nữa. Do là bây giờ rất nhiều bạn là đã nạp ở đây chơi kháng các kiểu. Ví dụ như mình nha, mình ở con nag này thì mình chỉ có nạp mỗi cái tiên duyên này thôi này các bạn. Coi như là 249k đúng không? Mà mình đã có thêm nhiều cái đá ngũ sắc để nâng cấp được cái vật cưỡi của mình lên là nó đã khác bọt rồi nha các bạn. Cái chỉ số kháng của nó lên đến tận 76,8%. Đây cho các bạn xem luôn cái thuộc tính chi tiết. Đấy, kháng choáng của mình ở trong này nha, 92,8% thì hầu như là khi đi PK là mình không bị đánh choáng nha các bạn. Nếu như thêm một chút phần trăm nữa là chắc chắn là mình sẽ không bị choáng. Thành ra là những cái chỉ số như là choáng này nó không còn quá quan trọng nữa nha các bạn. Quan trọng nó lại là cái thuộc tính của nhân vật này cơ các bạn. Ví dụ như công của bạn cao này, thủ các bạn ngon này, HP của bạn ổn này. Đấy, các bạn trâu bò đánh đấm chống chịu được là ok. Và bắt đầu đến tầm này thì mình lại thấy đó chính là liên kích cũng như là bạo kích nó bắt đầu phát huy được tác dụng nhiều hơn nha các bạn. Có những lúc đi vượt ải mà mình đánh liên tiếp 3 phát luôn các bạn ạ. Trời ơi. Và với cái liên kích cao, bạo kích khủng thì chúng ta đi cái dị thú xâm lược này nó lại rất là ok nha các bạn. Xếp hạng cao ở trong cái phần dị thú xâm lược này thì chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được những cái phần thưởng cực kỳ là ngon lành. Đặc biệt là cái ngự linh thạch này về sau rất là khó kiếm. Về sau là khi nào? Tức là sau 7 ngày đầu tiên đấy các bạn ơi. Cực kỳ là khó kiếm luôn. Thế cho nên là chúng ta cần phải đầu tư vào cái tính năng dị thú xâm lược và build hết vào hai chỉ số liên kích cũng như là bạo kích cho mình nha. Thêm một cái nữa đó chính là ở tiên thụ cấp 11 ấy thì mình thấy là cái tỷ lệ rớt dẫn hồn chú này, như là cái trái linh thú này, rồi thì cả cái tiên thảo này, nó cao hơn rất là nhiều so với tiên thụ level 10 nha các bạn ơi. Chính vì vậy mà các bạn nên tích lũy đào đến cây thứ 11 là hợp lý đấy. Và ở trong phần cài đặt này cũng vậy này, các bạn nhớ tích vào cái phần tiêu hao chặt cây cơ bản là ấn x2 thể lực lên nhá, thì cái tỷ lệ rớt ra đồ cũng như là rớt ra những cái vật phẩm ở đây nó rất là ok la luôn các bạn. Và mình lại nhấn mạnh các bạn thêm một lần nữa, đó chính là trong lúc chờ đợi mà tiên thủ của các bạn lên cấp thì các bạn nhớ án binh bất động nha. Bởi vì mỗi một lần nâng cấp xong cái tiên thủ đấy nó là một sự khác biệt lớn kinh khủng luôn. Thế cho nên là các bạn tích lũy đào lại đến cây 11 thì xả cho mình nha. Ok, thì các bạn nhớ đăng ký kênh, nếu như mà có thêm mẹo gì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn nha. Và nếu như bạn là người mới thì nhớ xem series hướng dẫn tân thủ tiểu yêu tầm đạo ở danh sách phát ngay trên màn hình nhé nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.